Tránh người đi xe máy ra đường ẩu, tài xế xe tải phải đánh lái gấp khiến cả xe lật nghiêng. Vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra vào sáng qua trên đoạn đường thuộc địa phận thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Một phần diễn biến đã được camera an ninh nhà dân ghi lại. Cụ thể vào thời điểm đó, một cặp đôi đèo nhau trên xe máy đang chờ ở đoạn giao cắt để sang đường. Người cầm lái xe máy không có pha xử lý dứt khoát, vừa muốn sang đường, vừa nhấn ga di chuyển, rồi lại chần chừ phanh cứng lại trước đầu xe. Hành động này của anh đã đẩy tài xế ô tô tải vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Tài xế đã phải phanh gấp để tránh đâm trúng xe máy. Cú đánh lái gấp đã khiến ô tô lật nghiêng, toàn bộ vật liệu xây dựng trong thùng xe đổ tràn ra mặt đường. Rất may, thời điểm đó không có phương tiện nào qua lại khu vực này. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của tài xế ô tô tải ra sao. Tuy nhiên, khi xem clip, cộng đồng mạng đã chỉ trích gay gắt hai người chạy xe máy. Chia buồn cùng bác tài, mừng cho xe máy không phải đắp chiếu. Xe lớn đang tới, nhìn thấy vậy vẫn ngoan cố muốn vượt qua, báo hại người ta lật xe. Tuy rằng tình huống kia không thiệt hại hai người đi xe máy, nhưng vì hành động của mình mà khổ tài xế xe tải. Nếu còn chút đạo đức lương tâm thì hãy tham gia giao thông thật văn minh, quan sát kỹ. Đừng vì một chút vội vã mà làm gia đình người ta ly tán. Chạy xe không ngó trước ngó sau, muốn chạy sao chạy, chỉ tội cho bác tài. Đi kiểu này mà tai nạn thì chắc không phải tài số nữa rồi. May mà có cái camera còn biết người đúng người sai, thật là khổ thân bác tài. Thương bác tài bao nhiêu thì ghét người đi xe máy ẩu bấy nhiêu. Mong rằng những ai xem được clip này thì hãy có một ý thức khi tham gia giao thông. Khi chạy ngược chiều qua đường, cần quan sát cẩn thận, tránh gây thiệt hại cho mình và những người khác.